Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Tình hình là mình muốn chế tạo thêm vài cái viên pha lê kho báu để mình có thể kích hoạt những cái cánh cổng kho báu nhiều hơn. Chứ một ngày khám phá một cái cánh cổng kho báu thì không có đã. Tuy nhiên thì mình còn có một cái đá kho báu thôi, rất là ít ha. Mình dùng nốt lần này nữa là chúng ta phải đi săn thêm đá kho báu rồi. Hơi căng. Rồi mình sẽ thử coi lần này chế tạo mình sẽ cần những công thức gì đây. Mình cần một cái khối gạch lăn trụ biển. Vậy là chắc chúng ta phải có một chuyến đi khám phá biển và tìm thủy cung rồi đó. Cái đó chỉ có ở thủy cung thôi. Còn cái này là cái gì? Sao biết? À, cái đó là đánh những con ma. Những con ma dưới địa ngục nó ưa rơ ra lắm. Nè, cái này nè. Có luôn nha. Cần mấy cái vậy? Cần có một cái thôi. Một cái thì lấy một. Rồi 51 khúc xương, 13 redstone. Ôi, thiếu xương rồi. 13 redstone thì có ngay. Đây. Giờ thì chuẩn bị đi săn thêm xương nha. Với lại đi kiếm thêm những cái khối gạch lăn trụ biển nữa này. Thiếu nhiều thứ quá. Rồi, mặc cánh vô. Và mình sẽ test luôn cái cây kiếm mới của mình. Cây kiếm có 11 sức tấn công này. Hơi bị dữ á nha. Chặt con xương thử. Ui, một cái không chết. Oh no. Một cái không chết nữa con xương. Ok, nhưng mà nó cũng mạnh hơn cây kiếm xương rồng của mình hồi nãy thì cũng ổn áp rồi đó. À, mình gặp một giang hồ biển. Như nào, lạng lách. Né cái nè. Úi da. Chặt nè. Ôi, giang hồ biển không cho mình cây đinh ba rồi. Đang nguy hiểm đó nha. Đi lạng vạng ban đêm còn gặp giang hồ biển nữa. Ok, chắc mình sẽ ra biển mình kiếm giang hồ biển luôn. Với cả là kiếm thêm thủy cung ha. Lần trước mình bơi xuồng ngang cái vùng này thì mình không có thấy thủy cung rồi. Ở đây có mấy con gà tây nè. Được đó nha, gà tây mình có thể thu phục không? Chết rồi, mình không có đem cái nông sản nào mà có thể thu phục được gà tây hết. Không biết thịt gà tây ngon không nhỉ? Mình được thịt gà tây nè. Wow. Chắc ăn ngon lắm á, mình sẽ lấy về mình nấu thử ha. Ngon thì mình sẽ bắt gà tây về mình nhân giống lên làm thịt gà tây ăn luôn. Ở dưới nước đang là cái xóm giang hồ biển nè. Có giang hồ nào cầm đinh ba không? Cho mình xin cây đinh ba với. À đây có luôn. À, giang hồ biển cầm đinh ba. Ui, không có rơi ra cây đinh ba. Mấy giang hồ biển kỳ quá à. Cầm đinh ba mà không có không có chịu đưa cho người ta khi mà người ta đánh bại gì trơn. Ây da. Ui, đang bay mà. Just stick. Đang bay mà. Dám cà khịa mình hả? Đang bay tốc độ cao nguy hiểm lắm biết không? Không có gắn seat belt vô đó. Lỡ bay rồi dướng mấy cái cọng con biển rồi lăn đùng ra ngẫm hay sao? Really nigga. Mình thấy cái là mình né rồi đó mà vẫn bị mê hoặc. Đừng để mình nóng. Rồi và có vẻ là hôm nay chúng ta không có tìm được cái thủy cung nào gần đây hết rồi. Đã vậy còn gặp mấy cái con lăn quăng ở dưới biển nữa. Đợi mình xíu. Hôm qua là mình chưa có cung thôi. Bữa nay mình có cung là tới công chuyện môn này. Nghe đồn. Từ từ. Bình tĩnh. Nhưng mà phải giữ khoảng cách nha. Này thì giỡn mà. Sao? Như nào? Kiếm chuyện cái gì? Kiếm chuyện nhầm người rồi cứng. Mình bắn một cái là gụng găng cái con con lăng quăng đó liền. Ui, mà phải công nhận là cái cung rồng hôm nay chúng ta chế tạo ấy cực kỳ mạnh nha. Bắn phát nào là chất lượng phát đó. Mình phát hiện ở đây nó có thêm một cái thiên thạch nữa nè. Và nó còn nằm ngay một cái công trình gì thì phải. À. Nằm ngay nhà của mụ Medusa. Kìa. Mụ Medusa bị thiên thạch đè trúng. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ôi trời. Nghiệp quật nha mụ Medusa. Ôi chết rồi, mình lỡ giải thoát cho mụ ta rồi. Oh no.
Ui, mình nhìn thẳng mặt là mình sẽ bị quá đá đấy. Nhìn xa thì không sao nha. Này thì giỡn mặt. Bắn một cái là rụng càng liền. Ồ. Thật ra thì mình thả ra để mình sửa bắn thôi. Nhưng mà công nhận mụ Medusa chắc ăn ở ác lắm á. Thiên tạch nó gớt thẳng vô cái nhà của mụ ta luôn. Sao mà đỡ được. Rồi và khám phá bên trong thiên thạch coi coi chúng ta sẽ có được cái gì nè. Ồ, mình được một cái rương. Ồ. Khi mà mình đập cái rương này thì mình sẽ được một cái Ê, nữa. Ui, thôi, đi chỗ khác. Đi chỗ khác mà đọc. Đọc dưới đó một hồi Reaper nó nổ mình banh xác luôn á. Đây, chỗ này an toàn rồi nè. Mình sẽ được một cái Inscriber Calculation Presser. Hai cái luôn. Công dụng của cái này thì mình sẽ làm được được cái gì ta? Mình phải học thêm về cái Energistic thì mình mới có thể biết được công dụng của mấy cái này. Vì trong đây kiến thức là mình phải mua ấy, chứ không phải là mình muốn học là học đâu. Đây, nó nằm ở cái phần này này. Đó, ví dụ mình muốn làm những cái liên quan tới xây dựng đi, là mình phải học nha. Chứ không phải khi không mà học được đâu, hoặc là chế tạo đâu. Rất là khó khăn đấy. Thôi thì cái đó để mai mốt tính ha. Giờ thì tiếp tục cái hành trình đi tìm thủy cung của mình nè. Thủy cung thì chưa thấy, nhưng mà thấy được làng mới nè. Ôi, khoan. Làng gặp nguy hiểm. Có những con zombie nó canh me canh chua vô làng kìa. Giải cứu dân làng. Con nào lén phén vô làng đi. Mình sợ bắn hết. Headshot nè. Giờ thì tới công đoạn thu phục sói nha. Được hay không? Một phát ăn luôn. Yes, chúng ta đã có bạn đồng hành rồi. Sử tên này. Vô đi em. Đúng rồi. Cắn đó. À, giảm quýnh vô sói của mình hả? Giỡn mặt. Cố lên. Đây, mất máu đúng không? Cho ăn để hồi phục máu lại nha. Chiến đấu tiếp thôi. Mình bảo vệ làng đi, rồi một xíu mình mà có nhỡ quên cái mình bỏ một vài món đồ của dân làng vô túi thì dân làng cũng không có nói gì mình ha. Đấy, lý do có lý do lý trấu hết đấy. Rồi. Ê, con này nữa. Giúp đỡ làng hơi bị nhiều rồi đó. Đấy, giữ cho dân làng có giấc ngủ bình yên, thấy chưa? Công là hơi bị lớn luôn. Để mình coi trong làng có mấy cái rương nào không ta. Trời ơi, làng gì đâu mà nghèo thiệt sự luôn. Không có cái gì mà giá trị để mình có thể bỏ túi được. Đã vậy gần làng còn có gấu nữa nè. Gấu nâu. Yêu, thấy ghê quá. Rồi bây giờ mình có ẵm em. Không được rồi, mình không ẵm sói vậy được rồi. Ví dụ mình bay thì sói có tele theo không nhờ? Rồi luôn, sói không tele được luôn. A few moments later. Giờ không lẽ bỏ sói ở chỗ ngôi làng thì cũng không được. Lỡ thu phục ẻm rồi. Dẫn về nhà trước đi. Rồi sau đó mình sẽ đi tiếp ha. Chẳng qua là mình không có ẵm sói được thôi. Nên phải bắt buộc dùng cách đèo trên chiếc xuồng về nhà. Ê! Cái gì vậy? Con này định làm gì? Trời ơi em sói ơi, chút xíu nữa là có thịt sói 7 món rồi. Cái con lăng quăng kia nó tìm tới đây để nó ăn thịt sói mình ạ. Nguy hiểm thiệt á chứ. Ui sợ quá, vô nhà sói ơi. Đi, mình sẽ đưa sói vô nhà cho an toàn mới được. Gần biển là mấy cái con lăng quăng nó ra nó ăn thịt đấy. Vô nhà đi. Ờ đây rồi. Ui, mừng thế. Hơi bị giật mình đó nha. Giờ thì chó sói có nhiệm vụ là giữ nhà cho anh nhá. Con xương nào mà lén phén vô đây là xử lý nó cho anh. Rồi, ổn áp rồi đó. Nhưng mà sau chuyến đi chúng ta vẫn chưa có được 18 cái khối lăng trụ biển để hoàn thành cái viên pha lê kho báu này.
hơi xui ấy nhờ. Chắc mình phải xả xui thôi. Đi mai một xíu, sẵn tiện mình sẽ kiếm thêm những cái đá kho báu luôn. Chứ bây giờ mình cũng hết sạch đá kho báu rồi. Ồ, nhưng mà có vẻ mình đào như vậy nó cũng hơi chậm ấy. Chắc mình sẽ tận dụng nốt một cái điểm kỹ năng còn lại của mình. Mình sẽ nâng cái khả năng đào bới của mình lên. Khi mà mình nâng cái này... Ủa? Oh no. Không đủ rồi. Bị thiếu mất rồi. Ồ, tiếc chứ nha. Nếu mà một xíu nữa mình có thêm điểm kỹ năng á, thì mình sẽ học cái kỹ năng đào nhanh đó ha. Tiết kiệm cái thời gian mình đi đào những cái đá kho báu nè. Với cả là khi mình có hiệu ứng đào nhanh ấy, thì mình tấn công nó cũng nhanh hơn nữa. Một công đôi chuyện luôn. Ôi đây rồi. Oh. Nó nằm ngay trên đầu mình luôn nè. Nhưng mà hơi nguy hiểm nha. Chỗ này rất là nhiều nhung nham luôn. Mình nghi mình đào. À hết rồi, hết rồi, hết rồi. Liệu rằng với gia tài 3 thì mình sẽ được bao nhiêu viên đá kho báu? Ôi có một vậy. Gia tài 3 mà cho có một viên à. Xong rồi, nhân phẩm của mình bữa nay là thấy hơi toan rồi. Lần trước cũng với gia tài 3 mà mình có tới tận 3 viên lận. Lần này thì có một thôi. Không được, mình phải tìm thêm một quặng khác để chúng ta thử lại thêm một lần nữa ha. Không thể chấp nhận chuyện này được. Đây rồi. Chỗ quặng đá kho báu thứ hai của mình. Nó sẽ cho mình bao nhiêu viên đây? Gia tài 3. Lần này. Ồ, lần này khá hơn nãy xíu. Cho mình 2 viên. Ok. Tiếp tục, tiếp tục. Lâu lâu mới đi đào thôi chứ. Úi, nữa nè. Đây là chỗ thứ hai kế bên luôn. Ồ, chỗ thứ ba chứ. Lần này thì cho 3 viên đi nha. Oh no. Nó chỉ vẫn là một viên thôi. Sao bữa nay gặp được nhiều đá kho báu hơn, nhưng mà cái cây cúp mình nó lại không phát huy tối đa công dụng của nó nha. Giá tài mà cho lần có một hay hai cái à. Ui, cái quặng này to thế. Trời, mình gặp được nguyên cái mỏ kim cương to đùng luôn này. Không ngờ lại nhiều như vậy. Tầm 7-8 quặng gì đó. Ở đây còn nữa. Wow. To thế. Ừ, kiểm tra xung quanh coi. Mình để ý nha, gần gần mấy cái quặng kim cương cũng dễ có mấy cái quặng đá kho báu lắm. Nè, đúng rồi nè. Rồi, lại thêm một cái mẹo tìm quặng đá kho báu rồi. Chúng ta nên tìm sát sát mấy cái quặng kim cương nha. Để coi coi cho mấy viên đá đây. Vẫn là một. Gì kỳ vậy? Mình bị xui kiểu gì ấy? Tiếp theo, tiếp theo. Đừng nói là một nữa nha, nãy giờ bực lắm rồi đó. Ô thiệt. Hình như cái dòng gia tài bữa nay nó bị lỗi rồi. Chả hiểu sao luôn, đào kim cương thì nó còn nhân lên nhiều nhiều nha. Còn riêng cái đá kho báu là nó chỉ cho một, nhiều lắm là cho hai viên. Trong khi mình là gia tài 3 lận, dòng gia tài xịn nhất. Lần này mà một nữa là đi lên luôn á, giận lắm rồi đó. Ôi thôi thôi thôi, đi lên đi lên. Việt Nam nói là làm. Wow lắm rồi. Mình không hiểu sao người ta đào ấy. Gia tài 3 là ra một lần 3 viên, 4 viên mất ham. Tới mình cũng gia tài 3 nhưng mà nó lạ lắm. Về tới nhà còn gặp Enderman nữa. Đi vô chỗ khác. Đang quạo nha. Đang quạo mà đứng lãng vãng trước mặt. Con nhỏ nó bò đi đâu? Bò đi đâu? Quạo rồi đó. Giận cá chém thức á. Đừng có giận. Rồi mình sẽ cất số quặng mình tìm được trong ngày hôm nay vào trong rương lại đi ha. Chỉ tiếc là với số lượng quặng đá kho báu mình tìm được ngày hôm nay rất là nhiều. Tuy nhiên giọng gia tài 3 lại không phát huy quá là nhiều công dụng. Hơi đáng tiếc một tí. Mình chỉ có một cái bàn chế tạo đá pha lê kho báu thôi. Mà trong khi giờ mình có quá trời những cái viên đá kho báu thì mình có nên làm thêm một cái bàn khác không nhờ? Mình chế tạo cùng lúc 2 viên. Nghe cũng hợp lý đấy. Được 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 được. Mình sẽ lấy thêm một ít cái đồ nghề của mình ra ha. Một khối kim cương nè. Một khối hắc diệm thạch. À không, không phải một khối đâu. Mà tới tận mấy khối ta? 4 khối hay sao ấy.
và thêm một ít cái khói màu tím tím này. Cái này thì chắc mình phải đi hái cái trái điệp khúc rồi. Cái trái điệp khúc bên trong ngoài này nè, không biết nó lớn tới đâu rồi ha. Ôi đây đây, nó quá trời cao luôn rồi nè. Hái thôi. Gì là tha hồ mà mình nấu và chế tạo mấy cái khói luôn. Rồi, có thêm rồi. Chỉ cần chúng ta ấn công thức này một cái là có được một cái bàn chế tạo pha lê kho báu thứ hai đặt cạnh cái bàn cũ ha. Tên tên, và chúng ta sẽ cho vô thử coi. Ê, wait, what? Cái gì? Nó bị trùng lại á. Ồ. Ui, như vậy thì mình có thể gián tiếp làm được nhiều đá cùng lúc này. Ừ? Thiệt không á? Phải lấy được mấy cái gạch lan chu biển sớm về thôi. Để mình làm thí nghiệm coi. Nếu mà như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều trong việc chế tạo pha lê kho báu đấy. Hợp lý này. Nhưng mà vấn đề ở đây là tìm thí cung ở đâu giờ ta? Cái vùng biển gần nhà mình là coi như là không có thủy cung rồi đó. Vì cái nhiệm vụ lần này hơi khó ấy, nên mình đã lên mạng và hỏi chị Google. Không biết chị Google có chỉ đúng hướng hay không. Hy vọng là đúng nha, chứ mình bay hơi bị xa nhà rồi. Ui, giống như mình bị lừa vậy ta. Ủa, rồi cái thủy cung của tôi đâu? Ok. À đây rồi, đây rồi. Yes. Chúng ta đã tìm được thủy cung. Nhưng mà phải nhờ tới chị, sự trợ giúp của chị Google á. Rồi mình sẽ vô đây nha. Ừ, sẵn tiện mình xơi boss luôn. Ê, hết oxy. Oh no no no. Ừ nha. Chút xíu nữa là toan rồi. Mình sẽ vô trong này để mình lấy một ít gỗ trước. Tại vì ở trong thủy cung thì mình không có oxy đâu. Mà nghẹt thở thì rất là dễ xảy ra nếu như mình không có mấy cái dụng cụ chuyên dụng ha. Được. Giờ mình sẽ loại bỏ hiệu ứng đào chậm đi. Sau đó mình sẽ lấy gỗ và làm một vài cái cửa để giúp mình có thể hồi phục oxy ở bên trong thủy cung. Lúc đó thì mình có thể đương đầu với boss giám hộ trong đó rồi. Quá là easy luôn. Mà không biết loại gỗ này có chế tạo được cái cánh cửa hay không này. Một vấn đề rất là quan trọng đây. À, chế tạo được. Vậy thì tuyệt vời. Xin nguyên cái cây đi. Làm thiệt là nhiều cửa luôn. Rồi, chuyến này thì tha hồ mà mình có thể thở ở trong thủy cung đây. Chắc mình sẽ đánh con giám hộ ở tầng trên trước đi nhờ. Dễ tìm ấy. Đâu rồi, đường vào đây. Đặt cái cửa xuống. Rồi. Cái chỗ cửa cũng là cái để mình có thể né được giám hộ luôn ha. Đó, mình chặt vài cái thôi là đánh bại được giám hộ rồi. Có liền một miếng bột biển ướt nha. Và ở căn phòng này thì mình có thể thoải mái lấy những cái quặng. À không, chính xác hơn là những cái gạch. Gạch lăn trụ biển ha. Đây. Nó quá trời luôn. À, và mình phát hiện ở đây nó cũng có căn phòng chứa mấy cái khói bọt biển nè. Thích nha. Lấy về luôn. Được bao nhiêu ta? 36 khối. À mà cũng không cần thiết đánh hết con giám hộ đâu nha. Dù sao thì mình cũng chỉ tới đây để lấy những cái gạch lăn trụ biển mà. Giờ thì lấy thêm ít vàng nữa là về được rồi. Mình đâu cần phải tự làm khó mình làm gì đâu. Xong việc thì về thôi. Chúng ta còn làm nhiều chuyện khác nữa mà. Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể tiếp tục công việc chế tạo pha lê kho báu rồi. Mình sẽ cho qua đây. Ồ, mình cho một lần là hai cái nó nhảy lên luôn nha. Rồi khi mình ấn cái nút này thì nó sẽ tạo ra mấy cái viên đá cho mình đây. Hồi hộp quá à. Rồi xong hết rồi nè, giờ ấn nút nha. Ôi, nó chỉ cho mình chế tạo một lần một cái thôi à. Màn đét ơi. Như vậy thì kế hoạch tham lam những cái viên pha lê kho báu của mình thất bại rồi. Ôi, lần này công thức dễ này. Công thức cần mạng nhện, vàng,
cát và một ít cà rốt. Mới thấy nó cho công thức dễ đấy. Cà rốt thì mình có đây nè. Rồi vàng thì cũng có luôn. Đây. Rồi gì nữa ta? À, một ít cát. Cát hình như mình hết rồi. Cát phải đi đào rồi. Mà kế bên mình là bãi biển mà, không có thiếu cát đâu. Lấy một ít cát ở đây. Và cuối cùng là một ít mạng nhện. Mạng nhện thì chắc phải đi xuống khu mỏ lại rồi. Và mình sẽ mang theo cây kéo này để mình có thể cắt được những cái mạng nhện nguyên vẹn mang về ha. Cho vào đây thôi. Một vàng đúng không? Tiếp theo là cà rốt nè. Cà rốt đây. 4 mạng nhện. Và cuối cùng là những khối cát thôi. 9 khối. Cho vào. Chuẩn bị ấn nút. Là chúng ta sẽ có được viên đá pha lê thứ 2 trong ngày. Yay. Tiếp theo mình muốn làm thật là nhiều cơ. Bữa nay mình có nhiều đá pha lê. Có nhiều đá kho báu mà. Rít kít. Lần này thì nó yêu cầu khó hơn rồi. Nó cần một da phantom. Màn da phantom những lần trước mình đi khám phá cánh cổng kho báu mình có nhặt được. Đây có đúng một cái luôn. Hên vậy. Vừa có đúng một cái ha. Khoai tây thì chắc mình phải đi cày bừa tiếp rồi. Như đây chắc đủ rồi đó. Vô. Cho khoai tây hết vô trong đây kia coi. Đủ chưa nhá. Rồi, mình đã cho đủ số khoai tây vô cái bàn chế tạo rồi. Giờ thì mình sẽ cần có thêm 6 thạch anh nữa. Thạch anh hình như mình chưa có nè. Mà may quá, mình là cúp gia tài, thành thử ra đào thạch anh rất là nhanh chóng thôi. Sẵn tiện mình xuống đây mình sửa dụng cụ luôn nha. Cũng hợp lý phết đấy. Cho thạch anh vào. Còn cát thì chắc có nên đào tiếp không ta? Hiện tại thì mình có cỡ 100 mấy à. Ui, còn thiếu tới 168 khối cát lận. Sao lần này nó nhiều cần nhiều cát thế nha. Lần trước nó cần có vài khối thôi. Lần này nó cần cả đống luôn. Cần cả đống thì mình cho cả đống vô nha. Đây nữa. Ten ten. Giờ thì chuẩn bị. Mình sẽ chế tạo viên đá kho báu thứ 3 trong ngày luôn. Bữa nay là ngày mà mình chế tạo rất là nhiều đá kho báu ha. 3 viên nè, tha hồ cho chúng ta đi khám phá và loot kho báu. Giờ thì kích hoạt viên đầu tiên thôi. Xịn nha. Cất mấy viên còn lại vô mới được. Để dành chứ. Rồi, ba chuẩn bị thêm đồ nghề nữa. Rồi, nhiều đầy thuốc là chắc cũng ổn ổn rồi đó. Còn về thức ăn thì mình sẽ chuẩn bị thêm một vài lỗ táo để cho mình thêm máu nè. Và có táo đào nhanh nữa hay sao ấy. Cái táo nào đào nhanh ta? Đây, táo đào nhanh. Rồi thêm một ít thanh sô-cô-la để mình ăn tăng tốc độ chạy. Bổ sung tốc độ liền. Rồi, đầy đủ rồi ha. Mang theo nhiêu đây đồ chắc là tự tin rồi đó. Giờ thì bước vào thôi. Đi lẹ chúng ta còn về thăm em sói nữa. Ủa, what the heck? Cái gì? Ồ, cái cánh cổng đằng này. Nó không có búp cho mình bất kỳ cái hiệu ứng nào luôn. Really? Mình xui đến vậy sao? Khá là xui luôn. Cái rương đầu tiên coi, đừng nói là xui theo luôn nha. Ồ, cái rương đầu tiên cũng được một mớ đồ này. Và mình vẫn dùng cái chiến thuật cũ của mình. Đó chính là khám phá theo một đường thẳng trước đi. Mình thấy chiến thuật này khá là ổn áp luôn. Wow, có thêm mấy cái mũi tên rocket cho mình dùng khi mà về nhà rồi nè. Đã nha. Nhưng mà gương, mấy cái gương đầu này thì đồ nó chưa có xịn lắm. Mình phải đi sâu hơn cơ. Đây là căn phòng thứ 3 rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy phiến đá nào hết luôn. Hơi toàn. Đây là căn phòng thứ 4. Và căn phòng này giống như một cái ngôi đền vậy. Kiến trúc thì kiểu phong cách Nhật Bản nha. Có mấy cây hoa anh đào đâu nè. Đẹp vậy. Khá là đáng để chúng ta khám phá kỹ nha. Không có bỏ lỡ được. Coi trên nóc này có dấu đồ không. Ê, nó dấu đồ trên nóc lận. Biết ngay mà.
Đây nè. Còn dấu gì khác không nhờ? À cái chuông. Lấy cái chuông luôn. Dưới này cũng có rương nữa. Tầng trệt thì sao? Nhiều khả năng là tầng trệt nó lại giấu thêm vài cái rương ở bên trong nữa nè. Mình đoán vậy. Nó. Rồi có đường vào trong không? Có vẻ là không có đường vào trong luôn à. Vậy thì mình tự mở đường thôi. Biết sao giờ? Đó, nó có đường này. Có rương luôn. Wow. Còn có khối sắt cản đường nữa này. Cái này giống như là một cái nhà ngục vậy á. Nè, nó vẫn còn căn phòng kìa. Thì ra là nó giấu căn phòng ở tiếp trong này lận. Và rất là nhiều rương khác cho mình loot nữa. Tranh thủ liền. Ê, đánh lén. Như vậy thì đường thẳng mình cũng đã đi xong rồi. Giờ chắc bắt đầu rẽ sang những cái hướng ở xung quanh được rồi đó. Và có một cái sự rất là lạ trong cái cánh cổng lần này mình đi, là mình chưa có tìm được bất kỳ cái phiến đá cổ nào luôn, trong khi mình đã đi mấy căn phòng liền rồi. Đấy là một điều rất là kỳ lạ nha. Mình chỉ còn có 16 phút để chúng ta tìm nốt mấy cái phiến đá còn lại. Ê, nó có một cái rương đánh đổi bằng việc mình tiêu có được 4 linh hồn quái vật. Đâu? Đưa linh hồn quái vật cho tôi. Xuất hiện đi, đây rồi. Đủ chưa? Rồi, đủ 4 linh hồn rồi nè. Ui, nhiều thế. Đừng xuất hiện thêm. Hơi bị nhiều rồi đó. Wow, đúng là cái rương thưởng có khác. Rất là nhiều đồ ha. Lượm luôn, bỏ sạch vô túi luôn. Tiếp tục nào. Đi thẳng hay là quẹo trái nha. Ôi, mình nghĩ là nên quẹo trái tiếp thêm một lần nữa đi. Đi sát trái. Mong là lần này linh cảm mình đúng. À, đây rồi. Phiến đá cổ đầu tiên. Tìm có một phiến đá thôi mà hơi bị lâu luôn. Căn phòng này nếu như mà mình chăm chỉ mình đi đào khoáng sản ấy, thì mình sẽ có được khá là nhiều loại quặng khác nhau ha. Tại vì nó giấu khá là nhiều nơi luôn. Ù, thêm một cái rương đồ xịn. Nhưng mà thời gian của mình nó kiểu bị có hạn ấy, nên mình làm cấp tốc đi ha. Mình khám phá sơ qua một cái rồi chúng ta tiếp tục đi tìm mấy cái phiến đá cổ còn lại thôi. Phiến đá cổ thứ 2 trong công trình này. Ở đây nó có một vài cái căn phòng nhìn rất là lạ này. Ấy á, lọt rồi. Mình lọt xuống tiếp dưới này ơi. Ồ, dưới này nó cũng có rương nữa. Ngon. Qua lút luôn. Wow, nhiều bánh chứ kìa. 7 cái bánh lận. Tha hồ mà ăn nha. Nhảy lên cái coi. Ấy á, nhảy còn đụng đầu nữa. Xui dữ vậy. Bữa nay xui đủ điều luôn ấy. Cố lên, chúng ta còn 2 phiến đá cổ nữa thôi. Chúng ta có thể làm được. Đây, phiến đá cổ thứ 3 rồi. Một phiến đá cuối cùng. Thời gian còn có hạn nha, 9 phút cuối cùng. Tranh thủ đi. Ôi, trời, hú hồn chim én. Wow, cái căn phòng này nó xây theo phong cách là một con phantom nè. Mình tưởng mình gặp boss không ấy chứ. Giật hết cả mình à. Ui, nhìn đẹp chưa? Nó xây như thật ấy. Ở trên này nó còn có một căn nhà nữa. À, mình biết rồi. Đây là phong cách xây nhà úp ngược. Trên kia có cái nhà kìa. Chúng ta bay lên đó kiểm tra thử nào. Wow, nhà úp ngược nè, đỉnh nha. Quả thật trong đây có nhiều thứ mới mẻ ghê. Không có dấu gì hết. Chỉ có vậy thôi à. Trời, mình tưởng trên nhà úp ngược sẽ giấu nhiều đồ xịn lắm chứ. Ai dè, nó cũng khá là bèo thôi. Còn trong mấy cái cây thì sao? Ui, trong mấy cái cây nó cũng bèo giống như trong cái nhà. Cái này được cái nó đẹp nữa hả? Chứ nó không có đồ xịn đâu. Ùa, bị bịp rồi. Trong này có dấu đồ không? À, trong này không luôn. Đây là căn phòng. Ui, căn phòng này nhìn giống thế giới kết thúc vậy. À, căn phòng này là phong cách thế giới kết thúc rồi.
chưa, để mình tiêu diệt nốt mấy con zombie cái đã. Đây là cái rương linh hồn quái vật. Ok, đợi mấy con zombie có cái linh hồn xuất hiện cái đã. Đâu xuất hiện lẹ đi, thời gian có hạn mà xuất hiện chậm vậy. Xuất hiện đi. Tới hồi rồi. Tới hồi cần xuất hiện thì không thấy xuất hiện đâu hết. Đây đây, hai con cuối cùng đây. Và ui, có được thêm cái bánh thì cũng được đi. Kia rồi, cuối cùng mình cũng tìm được chỗ của boss rồi. Giờ mình cần phải ăn thật là nhiều. Ây ui, bọc thủy đi nha. Ow, mình còn một cái rương chưa loot được nè. Loot nốt cái rương mới được. Có thêm 6 cái bánh. Rồi nha, loot xong rồi nha. Giờ ăn thêm vài trái táo là xúc boss thôi. Tới công chuyện nè. Ăn thêm cái gì nữa ta? Hình như hết cái đây ăn rồi. Rồi vô. Ồ, lần này lại là con zombie này. Vô đây, vô đây. Giáp lá cà luôn. À khoan 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 khoan, đợi xíu. Giáp vô cái. À, quýnh lén vô, vô. Bật có. Bị cá. Lần này thì mình không có ngán nó đâu. Phun áo luôn. Ú, ú. Như nào, như nào. Làm sao? Bắn nè. Bắn nè, bắn nè. Yes. Ê, lắc mai, lắc mai. Ê, ê, ê. Ui, hú hồn, hú hồn. Tưởng đâu đánh boss xong lắc máy cái bị zombie nó giết thì nhục mặt lắm. Đầu tiên là mình sẽ để cái rương đánh boss ở trên này trước cái đã. Sau đó thì mình sẽ dọn dẹp đồ lại ha. Bữa nay có ba lô mình quá trời đầy rồi. Mình đã sắp xếp lại kho đồ và bây giờ nó chỉ còn vài thứ lặt vặt giống như vậy thôi ha. Chủ yếu là mình sẽ mở những cái gói này nè. Rồi những cái mystery box. Có vẻ hôm nay không nhiều mấy cái gói này cho lắm. Nhưng mà đánh đổi lại thì mình có rất là nhiều những cái bánh ha. Mà khi ăn bánh thì mình sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm để có thể lên cấp và học kỹ năng nha. Ăn hết cái số bánh này coi coi mình sẽ được bao nhiêu cấp đây. Hồi hộp quá. Chắc cũng sẽ lên được cấp 7 rưỡi. À không tới cấp 7 rưỡi nữa. Thôi kệ không sao đâu. Lên được cấp 7 là cũng vui rồi. Rồi. Và bây giờ mình sẽ cày thêm ít kinh nghiệm. Cũng như là học kỹ năng nha. Như hồi nãy mình đã nói, mình sẽ học liền cái kỹ năng đào nhanh này để giúp mình tìm những cái đá kho báu nó dễ hơn và đánh nhau thì nó cũng nhanh hơn nữa. Học nhá. Học ở cấp độ 1 thì mình đánh chưa nhanh lắm. Chắc mình phải học thêm một lần nữa không nhờ. Ôi nhưng mà mình còn có 3 điểm kỹ năng à. Ừ, hay là dành cho một kỹ năng khác nha. Kỹ năng này thì tăng tốc độ chạy này. Cũng hay, mình có thể khám phá những cái cánh cổng kho báu nó nhanh hơn mà không cần phải ăn sô-cô-la. Quả là hợp lý luôn. Kỹ năng này cho phép mình thở dưới nước nè. Cái này thì mình chưa cần lắm. Thôi thì chắc mình sẽ để dành để học một vài kỹ năng khác đi ha. Nói chung là bây giờ mình học kỹ năng chạy nhanh với kỹ năng đào nhanh là cũng ok la rồi. Tuy là chỉ mới cấp 1 thôi ha, nhưng mà những chiến cấp phá sau mình sẽ cày cấp rồi chúng ta học và nâng nó lên những cái cấp cao hơn. Giờ thì chắc mở rương của boss nè. Đây là cái rương quan trọng nhất. Và để coi coi boss lần này. Ôi sao boss lần này bèo dữ vậy. Trời đất ơi. Đánh boss mà cho có nhiêu đây đồ nè. Mặc dù là mình vẫn còn đá kho báu đó, nhưng mà hôm nay có vẻ là mình khá là xui luôn. Nên chắc mình sẽ để dành nhân phẩm cho những ngày kế tiếp để chúng ta khám phá nó bội thu hơn. Chứ bây giờ đang xui, đi khám phá nó cũng xui như vậy à. Không có đáng á. Rồi và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong cái ngày khám phá hơi xui xẻo. Tuy nhiên mình lại có thêm một cái người bạn mới, đó chính là bé sói, để sống cùng ha. Cũng đỡ buồn hơn một xíu rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Bye bye.